Kim Vũ Thời báo chấm đê xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Những lo ngại cho cô giáo Lê Thị Dung. Ngày 5 tháng 5, blog Trần Văn trên VOA Tiếng Việt có bài Chỉ mong bà Dung không đột tử trong tù. Theo đó, do tác động của mạng xã hội, một số cơ quan hữu trách và cơ quan truyền thông chính thức đã lên tiếng về phán quyết mà Tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên án ngày 24 tháng 4 đối với bà Lê Thị Dung, 52 tuổi, cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Hưng Nguyên. Và đây là hình bài trên blog VOA. Tác giả dẫn ý kiến của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết đã trao đổi trực tiếp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về chuyện bà Dung bị phạt 5 năm tù và mong muốn không để xảy ra oan, sai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân nói chung, nhà giáo nói riêng. Tác giả nhận xét, điểm đầu tiên đáng chú ý là vào thời điểm đó, đại diện Sở Giáo dục Nghệ An khẳng định với báo giới rằng nơi này không nhận được bất kỳ ý kiến, văn bản nào từ Bộ Giáo dục về chuyện bà Dung. Điều đó cho thấy, việc Bộ Giáo dục trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sau khi nắm được sự việc dường như chỉ vì sự việc đang gây ra trận bão dư luận. Sở Giáo dục Nghệ An, nơi liên quan đến giáo giới trực tiếp và mật thiết hơn, cũng không thèm bận tâm đến việc viên chức trong hệ thống giáo dục của mình bị truy cứu trách nhiệm hình sự là đúng hay sai. Họ khẳng định không biết gì về quy chế chi tiêu nội bộ, và vì chính quyền huyện Hưng Nguyên là nơi quản lý các hoạt động ngoài chuyên môn của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, nên 5 năm qua, sở không thanh tra trung tâm này. Tác giả phân tích, nhìn một cách tổng quát, xét về ý thức trách nhiệm đối với giáo giới, Bộ Giáo dục có phần nhỉnh hơn Sở Giáo dục Nghệ An. Nhưng xét về việc tôn trọng luật pháp xã hội chủ nghĩa, thì Sở Giáo dục Nghệ An khá hơn vì đã cố gắng tỏ ra có biết về sự độc lập của tòa án. Việc Bộ Giáo dục trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An không chỉ cho thấy sự vô pháp mà còn vô tình vạch áo cho người xem lưng, vô tình minh định nguyên tắc xét xử độc lập chỉ là một thứ bánh vẽ để trang điểm cho dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nếu pháp chế xã hội chủ nghĩa thật sự nghiêm minh thì không thể cho phép một cơ quan thuộc nhánh hành pháp như Bộ Giáo dục bỏ qua tòa án và viện kiểm sát đến thẳng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Cách xử sự của Bộ Giáo dục cho thấy, dường như Bộ chỉ có nhu cầu hướng mũi dùi của dư luận sang chỗ khác. Tác giả tiếp tục nêu nhận xét, điểm thứ hai đáng chú ý là, dẫu Tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã trở thành trung tâm của trận bão dư luận, khiến mức độ bất bình, căm phẫn của công chúng ngày càng cao, nhưng ngành tòa án và ngành kiểm sát vẫn lặng thinh. Có lẽ, theo tác giả, phản ứng này là do mũi dùi của dư luận chỉ chỉ vào công lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa, chứ không nêu đích danh hai cơ quan này. Và đây là hình cô giáo Lê Thị Dung, khi còn là giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, cơ quan duy nhất trong ngành tòa án đã lên tiếng về bản án sơ thẩm mà Tòa án huyện Hưng Nguyên đã tuyên đối với bà Dung là Tòa án tỉnh Nghệ An. Song việc lên tiếng này chỉ vì bà Dung đã kháng cáo và vì dư luận nên Tòa án tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Tòa án huyện Hưng Nguyên báo cáo để nghiên cứu, đánh giá khách quan, xét xử theo đúng quy định pháp luật. Theo tác giả dẫn quan điểm của ông Vũ Văn Tính, giảng viên khoa pháp luật của Học viện Hành chính Quốc gia, phát biểu trên báo Tuổi Trẻ cho rằng, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án này đã áp dụng pháp luật sai, mức án thiếu nhân văn. Một thẩm phán của Tòa hình sự Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói với tờ Tuổi Trẻ rằng, Tòa án huyện Hưng Nguyên đã áp dụng sai một nghị quyết mà Tòa án tối cao đã ban hành, nên quyết định hình phạt không đúng dẫn đến phán quyết thiếu nhân văn, không phù hợp với mức độ và hành vi phạm tội. Tác giả cho rằng, dư luận đã phơi ra nhiều lý do khiến bà Dung bắt đầu lên bờ xuống ruộng cách nay chừng 10 năm. Đó là việc bà phản đối giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An tuyển dụng chui, khiến chính quyền tỉnh phải yêu cầu ông ta rút kinh nghiệm. Việc bà liên tục khiếu nại chính quyền huyện Hưng Nguyên khiển trách bà sai, khiến chính quyền tỉnh Nghệ An phải yêu cầu lãnh đạo huyện kiểm điểm những cá nhân đã tham mưu việc ra quyết định kỷ luật bà. Tác giả nêu lên một loạt những khuất tất của vụ án như
tại sao sau khi quyết định khởi tố, công an phải vào tận trường còng tay áp giải bà Dung, dù tính chất, mức độ của vụ án không tới mức cần phải làm như vậy? Tại sao phải áp dụng hình thức biệt giam bà Dung hơn trong một năm? Tại sao hội đồng xét xử lại đuổi hai luật sư bào chữa cho bà Dung ra ngoài để buộc bà phải tự bào chữa? Tại sao khi tuyên án, hội đồng xét xử lại công khai dằn mặt bà Dung rằng sở dĩ bà phải lãnh 5 năm tù vì không chịu nhận tội, không chịu khắc phục hậu quả? Và tại sao tòa án tỉnh Nghệ An không cho bà được tại ngoại hầu tra trong thời gian chờ phúc thẩm mà vẫn gia hạn tạm giam bà thêm 45 ngày nữa? Tác giả cho biết, tới nay bà Dung vẫn cương quyết không nhận tội, vẫn kháng cáo. Tuy nhiên, tác giả lo ngại rằng với những gì đã biết và đang thấy ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tình trạng sức khỏe như bác sĩ đã xác nhận trước tòa, ai dám chắc bà Dung không đột tử trong tù? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ thời báo.d với bản tin Những lo ngại cho cô giáo Lê Thị Dung. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo.d. Kim Vũ Thời báo.d xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vietnam Airlines vẫn mập mờ về vụ phi công dương tính với ketamine. Ngày 5 tháng 5, AFA tiếng Việt đưa tin Vietnam Airlines lên tiếng vụ phi công dương tính với ketamine. Theo đó, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, tức Vietnam Airlines, vào ngày 5 tháng 5 đã chính thức lên tiếng về thông tin trên mạng xã hội về việc một phi công bị nghi sử dụng chất cấm ketamine. Và đây là hình bài trên RFA. Vietnam Airlines được truyền thông nhà nước dẫn lời rằng một phần báo cáo chuyên môn của Bộ phận Y tế đoàn bay 919 với mẫu xét nghiệm ban đầu của phi công có tên D dương tính với ketamine bị tung lên mạng mới chỉ là kết quả nghi ngờ liên quan thành phần chất cấm sử dụng. Cơ quan chuyên môn tiếp tục xét nghiệm, đánh giá, phân tích bằng những phương pháp khác nhau để có thể đưa ra những kết luận cuối cùng, AFA cho hay. Trong khi chờ kết quả cuối cùng, phi công tên D hiện đang bị tạm đình chỉ công tác. Vietnam Airlines cũng đã báo cáo với cơ quan chủ quản là Cục Hàng không và cập nhật cho Cục khi có kết quả cuối cùng về vụ việc. Theo AFA, Vietnam Airlines lâu nay vướng đầy tai tiếng, hoạt động thua lỗ triền miên, phải cầu cứu chính phủ giải cứu, hành xử của tiếp viên không chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng khách đi máy bay. Trong đợt dịch COVID-19 là vụ các chuyến bay gọi là giải cứu, với hàng loạt quan chức ngoại giao, lãnh đạo văn phòng chính phủ bị bắt vì tham nhũng, vụ các tiếp viên mang ma túy từ Pháp về Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua. Và đây là hình bài trên báo Pháp Luật. Báo Pháp Luật cho biết, theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, vào ngày 25 tháng 4, trạm y tế của đoàn bay 919 đã thực hiện kiểm tra sức khỏe đối với phi công D trước chuyến bay VN578, nhưng phi công D từ chối kiểm tra chất gây nghiện. Cùng ngày, trạm y tế đã phối hợp với đội bay A321 đưa phi công D đến văn phòng để lấy mẫu xét nghiệm chuyên sâu. Bước đầu, kết quả test nhanh nước tiểu cho thấy phi công D dương tính với ketamine. Sau đó, kết quả xét nghiệm chuyên sâu cũng thể hiện phi công D dương tính với ketamine. Phi công D có đưa ra hai loại thuốc giảm đau đang uống, nhưng không có đơn thuốc của bác sĩ. Tuy nhiên, lực lượng y tế xác định hoạt chất của hai loại thuốc này không có thành phần giống ketamine và trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể cũng không tạo ra thành vitamin. Tuy nhiên, báo Pháp Luật cũng cho biết Cục Hàng không Việt Nam đang làm việc với cơ quan y tế để nắm sự việc và có biện pháp xử lý kịp thời. Như vậy, sự việc xảy ra đã hơn 10 ngày mà lãnh đạo Vietnam Airlines và Cục Hàng không Việt Nam vẫn chỉ đang đặt sự việc vào diện nghi ngờ và đang xử lý, dù sự việc này liên quan đến an toàn bay và tính mạng của hành khách. Liệu vụ này rồi có giống như vụ 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines
mang ma túy từ Pháp về hay không. Đại khái, kết quả cuối cùng là người của Vietnam Airlines chỉ vô tình bị dính líu mà thôi, chứ làm gì có chuyện nghiện, chuyện ma túy. Và đây là hình thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Trong vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy, rất nhanh chóng, chỉ trong 30 ngày sau khi 4 cô này bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp đã làm rõ vụ việc. Theo đó, một người Việt Nam lưu trú tại Pháp sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tiếp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng, thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để gửi về cho một người tại Đồng Nai. Sau đó, từ người này giao lại cho những người khác tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Công an khẳng định, đường dây buôn ma túy này không liên quan đến các nữ tiếp viên, báo Tuổi Trẻ cho hay. Điều kỳ lạ là, đường dây buôn ma túy này hoạt động đã lâu mà công an không hay biết gì. Chỉ đến khi có dính líu đến các tiếp viên hàng không, thì lúc đó công an mới nhanh chóng phá án. Ai cũng biết, phi công hoặc tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đều là con ông cháu cha, hoặc phải chạy rất nhiều tiền mới có được vị trí này. Có phải vì vậy mà Vietnam Airlines và Cục Hàng không luôn bao che cho họ hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ Thời báo chấm D với bản tin Vietnam Airlines vẫn mập mờ về vụ phi công dương tính với ketamine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ Thời báo chấm D.